là bớt là bị quánh á. Rồi 15 bếp là đã khép lại hành trình quay phòng chú rồi. Thiệt mà anh. Thiệt là 16 hết rồi. Nè ha, kênh nè. Cái sao nữa chứ là sao? Tại vì kênh 15 bếp em quay số bít rồi. À, còn kênh 16 thì quay tại mộ mình chia ra hai chủ đề. Để khán giả nhiều khi ta coi chủ đề. Ơ ngã. Rồi. Cho nên á nhiều khi mà một kênh cái cô này cô này ở bên Củ Chi nè chồng ơi. Chồng ra đón cô. Cô ở bên Củ Chi luôn đó. Cô là cô hay đến lắm đó. Cô là người làm cái đem cái dĩa ba tầng tính để cái bên cạnh đó. Mà nó cô Bình Dương mà. Thì Củ Chi gì đó. Nhưng mà điều chịu chắc không có duyên nên nó bị dạ, bể. Con chào cô. Ôi bữa nay cô đem cái này nữa nè. Tại vì bữa nghe Ngọc nó nói có mấy cái cây tàn á. Dạ. Tính đổi. Dạ. Hổm là cô cũng có đem mấy cây đem vô trước rồi, 7 cây hay nhiêu á. Cô Bình Dương mà đúng không? Bình Mỹ. Dạ, ghế Bình Mỹ. Bình Mỹ cũng chơi nhà của gần của cô Năm Lăng. Dạ, gần cô Năm Lăng. Cô có khi nào qua nhà cô Năm Lăng chưa? Trời trời nó đẹp quá ha. Ừ. Dạ có, đông lắm cô. Còn 16 chỗ đến liên tục luôn. Dạ. Đẹp quá cô. Đó, cô mang ngay cô, mang cô. Chút nữa anh còn rửa lần nữa đó cô. Dạ. Anh cầm giùm em, anh hấp cái. Vậy đem cắt luôn đi. À quên, mình phải chỉnh cho chú trước. Chỉnh cho chú, tự nhiên cái kia đem cắt. Đang nay từng sao mà không từng sao có đi không thôi lên. Dạ. Cái này cô mua ở Bình Mỹ đâu hả con? Vậy là đúng rồi cô, Bình Mỹ cũng đi ra. À trước là cô có mua cái đĩa bằng một trắng mà cô tình bắt chuyển là lấy đi khỏi thì nhà cái đó mà các em có ký ức cô luôn đó là cô lên là nhớ hoài luôn. Không, chứ là hạt bạch chưa sao này rồi. Không, cô phải biết. Nay là cô coi con mình quay cái xíu cho con mình lẫn nay cô coi bên đó. Dạ, cô coi đó bên 15 hết rồi con, còn 16 hết thì quay tại mộ. Dạ. Tại vì bên đó là cái chủ đề thì cũng bên Hồng Loan nhưng mà nó hơi khác một xíu. Khác. Dạ. Nhưng mà cô thì cô cũng coi hai chỗ đó. Dạ. Là ở dưới thì mình muốn coi tin tức gia đình. Dạ, đó, coi coi sao tới đâu rồi. Dạ. Đó, rồi còn đây thì khán giả mà tới nhiều thì mình mừng. Dạ, đúng đó rồi. Có nhiêu đó mà coi hai bên đó. Dạ, vậy là con cảm ơn cô nhiều lắm luôn á. Dạ. Bữa nào mà nghe khán giả thì hơi buồn. Dạ. Đó, con làm vậy thì bà con cô bác dễ cập nhật thôi. Dạ. Muốn xem bên nào cũng được luôn. Anh về. Dạ. Rồi chào anh nha. Trai, ha. Chúc anh chủ nhật đến nha anh. Ở mà em không biết tên anh tên gì luôn á. Bữa nào biết ha. Anh giấu tên luôn. Giấu tên. Cái gì? Nón bò. Anh y như là một cái người mà tưởng nhớ con bò. Nón bò. Làm em tưởng đâu anh muốn bò. Anh
cao bòi mới đúng chứ. Anh cao bòi chứ sao anh gọi là anh bún bò. Ngón bò. Một phần. Không có. Hồi nãy em nghe cái bò bò đó, cái em đẹp quá cô ha. Ở đây vừa rồi chị Hằng ra là anh đợi con dạ. Con cao bòi. Gì? Phải đi chăn bò không? Bò tót đúng không? Hồi nói nhỏ vậy mà mình cá bách nghe đó mà con tốt. Ừ, anh nói cả thế giới này nè. Cả thế giới luôn. Hồi vậy tăng lên cả thế giới. Cô đang hát khô, cô chú anh chị. Đây, em đang hát cái này, em hỏi anh em giúp hỏi. Buổi chiều là cô đem ba cái cây phát tài tới cho chú ha. Hát là sao sáng anh đi sớm vậy? À, tại vì đây giờ hôm nay cô cái ở đây là tấm lòng của cô nha. Yeah. À giữ thì chia anh em mới nói. Dạ. Trời ơi, cô làm gì tụi con ngại quá trời luôn. Dạ. Rồi, thôi tụi con mấy đêm đây hai bạn cảm ơn cô nhiều, chúc cho cô và gia đình sức khỏe ha. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô rất là nhiều. Con thấy cô chạy tới đây là con nói ớt ơi đi ra đón cô, con biết cô mà. Cô đến chở cô cũng chú mà cô còn bằng lòng mấy đêm nữa. Cô hay mua dầu rồi đến nè. Cô mình chụp hình không cô? Cô đâu có đem gì hỏi theo. Dạ. Cô có mà cô không có đem mà. Thì là con chụp con làm cái đại diện ha, cô lên kênh. Nè em cầm đây để anh chụp cho cô. Có cái nón gì? Cái nón cái niệm kìa. Nhanh lên. Giờ cái nón con đeo đội được không cô? Bây giờ. Được hả cô? Rồi giờ cô sẽ hy sinh cái nón của con. Nón em có tên rồi. Chưa, không có tên. Dạ. 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 Là quá quý ha, con không có phân biệt được nó mới đến tuổi con ha. Đó. Dạ. Mà còn cái mất thấy là cảm kích là không, cô không có phân biệt nó mới đến tuổi như con ha. Dạ. Đó. Không, không cái dạ. Mới cũng vậy. Dạ. Đó. Trời ơi. Sắp tới đây là sinh nhật thì cũng có nón nữa cô, tại vì. Dạ. Mà thôi giờ có dịp mà hôm lên đây nhiều lần mà không có bao giờ nhớ sinh hết à. Dạ. Nhớ nè. Mấy bữa coi học lon nó khóc mà trời ơi con khóc theo nó thôi. Qua ngày sau bây giờ vui vẻ với cười tè tét. À dạ, không học đó. Rồi hiện tiên xin chào quý bà cô chú ha, đang quay buổi chiều ở một của chú Dũng Linh. Hiện tiên hôm nay bắt gặp có một cái anh YouTuber nè. Không, tại có việc không có đi về được. Chung là quê của anh em mà đâu phải cái dịp gì đó nó trọng đại đâu. Nhưng mình tới đây không được thì lần sau mình có thể tới nữa đúng không? Quê của một anh YouTuber đàn anh mình đây mà, thấy không? Dù như biết đâu dịp Tết mình có khải là sẽ xuống dưới đâu chơi nha. Mình lấy cái dĩa vô mình chơi cho nó đừng có xoa nước nha. Nó sẽ có nước tuôn ra bị dưới. Rồi thôi vậy đi nha. Sao vợ không vô? Kêu vợ anh vô hấp hương đi. Có gì tụi em không ghi hình thôi. À, lỡ tới rồi. Để ông anh thấy nay rồng được hai chậu đẹp không? Dạ. Chào bé. tới lần lần nha em. Dạ. Dạ mình đến đâu bà? Nhà bà ở Bình Dương. Xuống dưới cầu Dương qua Dạ cầu cầu mới. Còn nãy cũng là Nha Trang nữa. Dạ. Dạ. Dạ.
rồi biết rồi, dạ biết rồi, dạ biết rồi. Hồi nãy con cũng có ghi hình là cái đầu clip này là cũng có go Nha Trang. Ở Nha Trang mới nha. Dạ con. Em YouTuber đến ấp hương cho chú ha. Cô bà nói chuyện rất là nhỏ nhẹ cho con chú ha. Tiên Tiên cũng vậy đó, chị nói chuyện rất là nhỏ nhẹ. Anh nói thiệt không? Anh có nói thiệt không? Thầy nói vậy bà con chú cứ nhận xét. Trời ơi, là bà con chú biết liền. Sao cái câu trước cái lần nào cũng vậy, cái câu sau bắt đầu là muốn phót anh em rồi. Hôm bữa anh cũng phót anh em mấy lần. Anh Phong đi nè. Cái câu đầu tiên là anh nói rất là dễ nghe lắm, cái câu thứ hai cái là không xong rồi. Không xong rồi Đại Dương ơi. Nhìn bữa ở đây bọn tiêu bữa giờ chắc ở đây không có tiêu xuống rồi. Ồ, tiêu không xuống rồi ha. Đây hết rồi, nó hết theo mặt rồi. Điện chung tiêu coi. Để chưa biết đầu sinh nhật cái quá trời YouTube ha. Đúng rồi. Giờ không thấy cái tự nhiên cái bữa sinh nhật cái YouTube nào cũng có luôn. Máy chào 16 cho nó quen nha. Em xin chào 16 ếch Bình Dương nha. Không, đó là hai kênh, không hỏi qua nha. Hai kênh, vừa 15 vừa 16 luôn nha. Chiến hộ đúng không? Hello anh ta nha. Của tuần sau nãy sao là anh mình đến ghi hình nha. Hồi nãy là em thấy anh là mang cái gì vào cúng chú đúng không? Vừa. Chủ nhật đó anh. Chủ nhật. Nè, 10 tháng 12 tây đó. Là chủ nhật sau luôn. Một tuần nữa tới rồi nha. Hai cái vừa. Rồi. Em cống móc cho chú luôn nha. Có bà con tới nữa nè. Giờ nghe đồn là mình chăm dậu đúng không anh? Lau xong hết rồi. Giờ hai chồng mình lau mộ đi. Bây giờ mình còn một việc rất là quan trọng mà mình chưa có làm. Việc gì? Thì lau mộ. Thì đó. Hai chồng mình chưa làm mà. Ừ. Rồi bây giờ mình lau mộ đúng không? Hai ông bà làm đi. Nãy giờ bà ở ngoài cho nên chưa có vô nghĩ cho em được. Rồi cái việc làm mình để làm cho được. Đẹp không anh? Nói chung là bữa nay là mình phải đâu mà không coi rồi mà cướp thì làm gì nó bất mãn lắm. Nói chung là trời ơi anh không biết thôi chứ hổ hay làm qua là... chồng lên rồi đập cái chậu đó ra. Anh Ngọc ơi chờ chút xíu được em lau mộ cái. Đang có khán giả về viếng thôi cho anh chị, hôm nay khá là đông ha. Rồi mình sẽ lau mộ chú cho anh chị ơi. Nhân là tại ngày hôm qua là mình cũng không có ở đây để lau mộ cho chú ha. À giờ mình đợi anh Ngọc tưới xong. Con bướm không có, em kêu ảnh đợi tưới xong là nó ướt hết trơn luôn á. Mình để máy rồi nó ướt nhân. Do là mấy anh em lau rồi ha, cho nên là mới đang có khán giả là để cho người ta ở đây từ từ. Tưới là cái công đoạn sau cùng. Này là quý chú thôi chứ thật ra là mấy em làm rất là sạch rồi. Không tin mình làm mới thử lau mặt kìa coi. Ủa, không thấy camera để 15 mét nên lau mặt luôn. Đâu ấy đâu. Vậy 15 mét là đang lau cho em coi hả? Đúng rồi. Biểu diễn cho em coi mà. Từ rồi, biểu diễn cho em coi mà. Ơi, nè, con này nãy nó bay nè. Ở đằng sau tấm hình của chú á. Vậy hả? Chứ là chú về đó.
Em đang lau tấm hình đằng sau á, cái ba cái dèo, cái vợ lại nữa. Con bướm của chú. Con bướm đậu trên hình của chú. Mới đậu hình luôn đúng không? Ê lén đằng sau em biết nữa, em đang lau đó. Từ từ đừng có manh động hiện tiền rồi. Đây, 16 ếch ha, 16 ếch. Đây là con bướm nãy đậu của chú ha. Sao mờ quá vậy? Đừng có cặn. Đó. Được chưa? Giờ lau mậu nha. Đó. Rồi lau mậu đi cưng. Bây giờ để lại chỗ cũ được không? Được, được. Được mà không ai để giùm ha. Mến cô Hình Kim Huệ đi thăm chú du lịch. Mà giờ trong đây là có chú Vũ Linh với lại cô Hình Kim Huệ mà, mình thành cả hai luôn. Đúng rồi, cả hai luôn. Ờ. Vậy là mình còn mấy hộp thôi là sao? 4 hộp hả? 3. 3 hộp. Thôi vậy giờ đang xài nè. Còn 3 hộp là cũng được em ơi. Không dám đâu anh. Cái này ngày mai không đủ. Giá bữa chiều đi theo anh rồi. Rồi, chị Hoa móc ở trong cái hùng ra luôn rồi. Chị móc nãy ra hết rồi, chị dọn luôn mà. Mà mai là những cái màu hồng này là biết sao, là của khán giả đem đến á. Hết rồi, đừng có móc ra nữa, có gì đâu, trống nữa đâu. Như đây nè. Nè đó. Còn như có nhiêu đây, với lại cái màu hồng này là của khán giả mà. Khán giả bữa mang đến đó. Ý là cái màu xanh còn không? Màu xanh còn có con bịch đó đó. Màu xanh còn có bịch đó hả? Ờ, thì tổng luôn là bây giờ là còn nhiêu đó thôi, hiểu chưa? Cầm anh kiểm tra coi. Nãy em mới thôi, chỉ móc ra hết rồi anh, giờ móc ra làm chi nữa. Còn cái đầu móc. Đây nè, cứ mình quay vậy nè là biết vị trí rồi đó. Còn ba bịch rồi chứ phải đếm ở ngoài luôn chứ, ở ngoài mình đang xài nữa mà. Trời ơi. Nó bởi vậy nó ba bịch lại mới ba bịch hiện tại nó chứ sao. Ừ ừ. Vậy là chiều mai đi em về mua. Thấy chưa? Dạ được. Nãy nghe rõ ràng là ba bịch. Nên em rõ ràng là em nghe là còn ba bịch thì em nghĩ là tổng luôn chứ. Ừ ừ. Giờ chở em chặt nghinh đúng không? Không, không, không. Để rồi vậy cô chú anh chị đang xem kênh của Hiện Tiên nha, cũng như là 16 ếch đó là 15 ếch chửi em là chặt nghinh đó. Đó chặt nghinh là gì thì cô chú cứ comment ha. Ừ. Đó. Vậy chứ cô chú nói Hiện Tiên ăn hiếp 15 ếch. Nó không biết là ai ăn hiếp ai đó coi nè. Muốn ăn hiếp Hiện Tiên là chỉ có lên sóng ăn hiếp được thôi chứ mà ở ngoài mà ăn hiếp là Hiện Tiên mà cho mà làm hết biết mùi nãy giờ rồi. Ừ giờ cái nói là nữa thiệt. Bây giờ sao ta, thôi em cầm giờ anh đưa đốt nhang đi. Đây em cầm anh đốt nhang chú ơi, sau đó tới em đốt chứ giờ sao nước không à. Rồi anh hết lại được luôn rồi. Gì cũng vậy, đoàn kết là sẽ được vui vẻ đúng không anh? À, ngay cả đi đâu mà chung team là sẽ được vui thôi. Này y như là đại em. Dạ đúng rồi, giờ y ở đây là như là một cái đại gia đình thứ hai của mình vậy. Đúng rồi, anh em gắn bó nhau hiện tại tới đây tới 8 tháng mà. Dạ.
Bán hôm rồi bao nhiêu kỷ niệm ở đây rồi đi đâu đi chung qua một đợt gió từ trong mà hồi dạ hồi còn tấp lều trại đây nè đúng rồi nhưng mà làm ếch cúng rồi quên vậy. Thì mình lên lịch lặt lá mai đi. Ờ, lặt lá mai là thường ta lặt 14 thôi. Ừ, 14, 15 tháng chạp. Lặt lá mai là vừa. Là cái gỡ đó là mình lặt cái bắt đầu mình tưới nước là tới giờ là mà Tết là nở ra thôi. Năm nay có cây mai gì nhất á. Hôm nay mai lặt sớm nước á. Chưa chắc nha. Biết đâu là có nhiều cây mai nhỏ sẽ xuất hiện. Không có thể nào nói trước được một cây mai đâu. Biết đâu là hai bên cái đôn này sẽ có hai cây mai nữa ha. Ồ, vậy đẹp nha.